Hi các bạn, bữa nay mình rảnh. Mình sẽ làm video make up nhé. Nhưng mà make up mình sẽ làm giống như là Halloween bị cắt rồi đó. Thì mình sẽ làm cái video giống vậy. Chứ không làm video đẹp, bữa nay làm video xấu đó. Đẹp quá rồi. Này các bạn, thì cái này là cái hộp phấn của Mary nè. Đây là lần đầu tiên mình xài luôn. Tạm thời thì mình chưa có mua mấy cái đồ để mà make up. Thì mình có cái này. Ở trong này thì họ có mấy cái cây để mình vẽ này nọ. Ở dưới này cũng có đây. Cái này là mấy cái loại. Thì ở trên này, ở ngay đây có màu đen nè. Cái mình cần thì màu đen với lại màu đỏ là nhiều. Mình sẽ để ngay đây. Tất nhiên là mình chưa có dùng đâu, mình để ngay đây cho nó đẹp. Đó, trước tiên là mình sẽ cần cái glue để mình làm. What for? Trời, mình hỏi what for. Mình sẽ đổ ngay đây nhé, đổ cái glue ngay đây. Để mình dán lên nó làm cái da. Cái này mình mua để mà làm slime đó. Nhưng mà chưa có làm. Các bạn, ở đây thì mình có mua mấy cái đồ cây make up này nè. Mua ở tiệm 1 đồng các bạn. Tại vì mình không muốn xài mấy cái đồ của Mary, đồ thiệt á. Thì mình lấy cái này mình xài. Xài xong dục cũng được. Thì nguyên cái này có 3 đồng thôi. Lấy cái này. Mình sẽ làm nó từ đây nhé. Tiên mình sẽ lấy cái này, mình đánh cái glue lên. Mình sẽ làm tới miệng luôn. Mình sẽ lấy cái giấy này. Cái hồ dáng cũng được nha bạn.
Ở đây nó có ba loại nhá. Ngay đây nè là warm với lại hot, là nghĩa là mình chọn cái loại nóng hoặc là ấm. Còn ở đây thì là high với lại low, là mạnh hoặc là yếu á. Còn ngay đây thì là họ có để tuyết ngay đây, là khi mà mình sấy mình không muốn nó warm á. Nóng thì mình để nóng, còn warm thì mình để warm được. Còn bây giờ mình không muốn hai cái đó luôn, mình bấm ngay đây thì nó sẽ lạnh ra, lạnh luôn, cái hơi lạnh luôn các bạn. Đây các bạn, cái này nó khô rồi nè. Thì ở đây mới có cái kéo nè, với lại có cái này. Mình sẽ cắt nó. Nó chưa có khô lắm. Mình sẽ để vậy giống như là da bị chóc rồi đó. Đây lên trên chút xíu nữa. Thêm xuống chút xíu nữa. Ngay cái gần gần cái dưới đây nè, sẽ để màu đen, cái xong ở giữa sẽ để màu đỏ. Mấy cái brush này. Hộp này là quà của Mary các bạn, chứ không phải mình mua đâu. Quà Christmas năm vừa rồi. Quà các bạn. Mình sẽ để màu đỏ. Xài luôn, sẽ lấy cái khác. Lấy cái này. Màu đỏ này. Trời ơi, uống cái chơi.
trước tiên là mình sẽ đánh cái này ở ngoài trước cho nó giống như là cái da của mẹ mình á. Nó sẽ để đây. Thêm nữa chưa đủ. Oh, mình quên sao lại lấy cái này chứ, có rất là nhiều phấn mà, phấn mấy cái kia đâu cần giữ lâu đâu mà tự nhiên đi xài cái này. Một hồi nữa mình sẽ để máu nữa. Ở dưới này nó ra rồi. Cắt cho nó ra luôn đi. Nó chưa có đủ khô cơ mà. Cái độ khô của nó chưa có tới. Chưa có khô. Mommy, do you feel right? Nice and cool. Okay.
Oh my god, nhiều 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 lên Mary. Ăn khai nè. You have blood on your hand.
Nước đỏ ngày đây là giống như là nước mắt nè. Trong miệng mình sẽ làm video ăn nhé. Biết các bạn dám coi không?